Giờ nào à, ui vãi trưởng luôn. Gọi anh em sinh đôi vào. Này thì thế chọn thằng anh đi trước hay thằng em nào? Thằng em theo sau. Thằng em là phải theo sau. Anh em là sống chết là phải có nhau đúng không? Ừ. Làm một lần đi. Nào, mình chỉ đã mình chỉ làm một lần thôi, một thi nữa. À thằng Siru ấy. Mày ra đây, mày ra đây. Vãi cả chỗ lỗ ông kia gọi là bò chắn đường tôi à? À gọi là cover đồng đội. Cover cho đồng đội này. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái channel của mình. Và xin chúc cho mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ mọi người nhá. Và ok mọi người ạ, thì ở cái chủ đề chính của cái video này ấy, đấy là mình sẽ làm một cái thử thách khá là thú vị. Đấy là mình sẽ chỉ dùng tay không để có thể chiến thắng trong cái chế độ tự chiến này mọi người nhá. Đấy, đây là một cái yêu cầu mà các bạn đặt ra. À, bên đây có bọn lạc này, là ra đây, ra đây. Thằng này sẽ là cái thằng đi đời đầu tiên anh em ạ. Phải ra đây, chạy đầu. Ô, có bà Thiên, ô Thiên Nhiên, đã đúc, núp rồi này. Đèo đèo, đi đi ăn. Giờ nào, à, ui vãi trưởng luôn. Gọi anh em sinh đôi vào. Này thì thế chọn thằng anh đi trước hay thằng em nào? Thằng em theo sau. Thằng em là phải theo sau. Anh em là sống chết là phải có nhau đúng không? Ok. Vậy là đã có được hai mạng hạng mục bằng tay không rồi đấy anh em. Anh em thấy easy không? Quá là easy luôn. Và bây giờ hiện tại trên bản đồ chúng ta chỉ còn duy nhất là một thanh niên cuối cùng thôi, là chúng ta đã có thể là win trong cái gọi là ván đấu đầu tiên rồi. Thì bây giờ chúng ta tìm kiếm thanh niên cuối cùng. À đây rồi, nổ súng đi rồi bạn ơi. Thôi xong, quả này gọi là ông chạy đâu đây? Từ từ, chạy thẳng lên phía đằng trên luôn bạn đây. Đây đây đây, nó đâu ấy nhỉ? Vừa nghe tiếng súng phía bên này mà. Thì như phía bên phải này. À đây rồi, là Rocker làm. Thì Rocker làm này. Mày ra đây, mày ra đây, mày ra đây. Rocker làm. Đây, mày ra đây này. Không chết là lạ đây. Đấm cho nó xanh cỏ luôn. Đấm cho nó túi bụi luôn anh em ạ. Đấy. Làm cho nó vài đường vĩnh xuất quyền cái là nó sợ ngay em ơi. Ok, vậy là chúng ta đã có được cái ván đấu gọi là chúng ta đã có được cái chiến thắng đầu tiên rồi mọi người nhá. Thì ở cái gọi là ván đấu thứ hai thì chúng ta sẽ tiếp tục là bỏ súng lục như bình thường thôi. Đấy. Và nếu mà mình có mua đồ ấy thì những cái trang bị mình mua sẽ là giáp với cả mũ thôi mọi người ạ, chứ mình vẫn quyết định là dùng tay không cho đến đến khi nào mà chúng ta đến chiến thắng thì thôi mọi người nhá. Ok được rồi, bây giờ bởi vì ấy là cái lối chơi gọi là tay không của mình ấy thì không thể nào mà gọi là đánh tầm xa chúng nó được. Từ những cái ván đấu thứ hai thứ ba thì các bạn đều biết rằng ấy, những kẻ địch đều có thể là sử dụng được những cái khẩu súng bắn xa như kiểu là MP5, thậm chí là tiểu liên đều còn ăn được mình cơ. MP5 này, shotgun này, thậm chí là những cái khẩu súng trường cực kỳ khỏe đúng không? Đấy, nên là chúng ta không thể là tiếp cận gọi là tầm xa kẻ địch được. Giờ là chỉ có gọi là đi bóc ra đằng sau đấy là tiếp cận gần, gọi là đấm cho chúng nó túi bụi cho mọi người ạ. Đấy thì lúc đấy là may ra mới có được cái cơ hội chiến thắng. Vậy là à đây rồi, hai thanh niên. Thôi xong hai con bò lạc. Quả này là tay không bắt giặc này. Em nhìn này, mình chỉ làm một lần này. Nào, mình chỉ đã mình chỉ làm một lần thôi, một thiên nữa. À thằng Siru ấy. Mày ra đây, mày ra đây. Vãi cả chỗ lỗ ông kia gọi là bò chắn đường tôi à. À gọi là cover đồng đội. Cover cho đồng đội này. Ôi dồi ôi, cover chả vơ. Để cover chả vơ này. Nhớ nha, em thấy quá là easy không? Ấy, game nó cứ việc gọi là đơn giản luôn. Đấy được rồi, và bây giờ thì mọi người thấy là team mình đang dẫn trước là 2-0 rồi. Đó, rất là đẹp luôn. Và bây giờ đến cái ván đấu thứ ba, đến cái trận đến cái round thứ ba ấy thì chắc chắn chúng ta sẽ phải mua những trang bị như kiểu là mũ với cả giáp rồi. Thì chắc chắn rồi, chứ nếu mà mình không mua cái thì chúng nó bắn cho túi bụi làm sao mà đấm chúng nó được đúng không em? Đấy, ăn mừng trước này. Xà, anh em thấy cái skin gọi là cưỡi ngựa của mình đẹp không? Đây mình có cả cái skin gọi là boxing nữa anh em ạ. Đấy. Ui, một phát này. À. Bởi đây tí đã đấm nhau mà có hiệu ứng như thế thì chắc là gọi là phải ngầu phải biết luôn đấy các bạn ạ. Đó là này thì chúng ta sẽ tiếp tục cái chiến thuật đấy là đi móc vòng ra phía đằng sau mọi người ạ. Chơi cái chiến thuật thì máy ra mới có thể chơi nó. Và các bạn nhớ là để ý xung quanh nhá. Không có thì ta mới lên. À. À cái gì đây? Ui giời ơi, tôi tưởng là không có cười mà thế quá là lại thằng Rocker lạc. Đây. Cái đậu xanh nhà nó đen thế nhỉ, vừa mới nhảy lên cái là chứ gì đã thấy được một thi này khác rồi, đen mấy cái đai luôn. Không sao, ta chuyển ra vị trí đồng đội. Ui trời, cái ông này thì bị thằng kia nó chế giễu này thì nhảy này, thằng ngu này, ngu người này dám nhảy trước mặt của đồng đội của tôi, nhảy với chúng tôi mà được à. Ok, vậy là như mọi người thấy là hiện tại là những người đồng đội của mình chỉ còn hai người thôi. À bây giờ chỉ còn một thôi. Đấy, và đội bạn còn tận 3 thằng cơ. Thế nên này không biết là có thể là liệu rằng là có thể là giành chiến thắng trong cái trận đấu hay không nhỉ? Hơi căng đấy mọi người ạ. 1-3. Ok, thôi xong rồi. Quả này sống thế quá đâu được anh em. Nhìn còn 34 máu, mặt địch thì nó bắt đầu đang dâng lên rồi, biết hết cái vị trí rồi. Đấy, hai thằng bắt đầu dâng lên này. Không biết là thiên nhiên chị đẹp mặc cái bộ đồ chị đẹp sẽ làm gì tiếp theo đây mọi người. Mọi người đoán thử xem nào. Nào từ, đang núp chỗ này. Đấy, đang chờ thời cơ ấy. Đấy, cơ hội kìa, nhanh tay nào. Nhanh tay nào, bắn nó. Úi dồi, sao mày ngu thế hả? Ôi, để nó bắn trước như thế nữa. Đã nhìn thấy cái vị trí đó trước rồi, thế mà không bắn được. Gà thế biết nữa. Đúng là cái team này không có tôi cái chữ tẩu hoàn toàn rồi anh em ạ.
Đấy. Toàn thật rồi vui em. Nhưng mà mình cũng phải chọn cho mình cái vị trí thật là tốt. Chứ nếu mà chọn cái vị trí ngu người như vừa nãy, ta chắc chắn là xanh cỏ luôn đấy em ạ. Đấy, thì bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục là mua những cái trang bị cũ như đấy, là mũ giáp các thứ như bình thường mọi người nhá. Đấy, bắt buộc là phải mua thôi. Đây mình sẽ mua trang bị mũ 2 với cả giáp 3, chơi giáp 3 luôn đấy em ạ. Đó, nấm này, bom keo các thứ, được rồi. Vậy như vậy là đủ rồi em ạ. Và chúng ta vẫn bỏ cái trang bị súng lục ra như bình thường nhá. Đó, bây giờ là hiện tại là chúng ta đang di chuyển thẳng xuống cái khu vực ở phía bên dưới này để có thể là kiếm cho mình một cái vị trí thật tốt. Và mọi người có thể thấy phía bên trái này đang có gọi là thiên nhiên Shiru, à thiên nhiên nữa, hai thiên nhiên đang gọi là cố gắng rơi phía trên. À thế thì mình sẽ móc được bọn này. À từ từ, trước mắt là đấm thằng em đã. Đây rồi, thằng Shiru trước mặt đây nữa đúng không? Mày ra đây để Shiru ấy, để Shiru này, Shiru với chúng tôi với các bạn. Bạn sorry bạn nhá, bạn gọi là dâng lên mà không để ý, bạn chỉ có tàu hoang toang các bạn nhá. Ui trước mặt kìa, ui rồi đang định cứu đội nhưng mà không được rồi, phải đấm thằng rút cơ rồi, đấm nó, ui rồi nó rồi, ok thằng này nữa xong phim luôn. Ô chưa chết à, chưa chết để kim tiêm. Thằng này mới là thằng kim tiêm mọi người ơi, thôi xong rồi vãi cả đái luôn, đủ má đùa nhau à. Tệ luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Vãi cả đái luôn, mình cứ tưởng thằng kia nó đang trích thuốc phiện cơ, hóa ra là cái thằng bên cạnh em ạ. Vãi cả trưởng luôn, đúng mấy thằng nghiện, đúng là ủ kim tiêm trong người. Cày thế miệng đã chứ. Đấy, thôi nói thôi, mình nghiện phải nghiện theo đó mới được mọi người ạ. Phải ủ cái kim tiêm trong người. Đó. Đấy, bây giờ chúng ta vẫn mua cái trang bị gọi là mũ giáp các thứ như bình thường nhá. Đấy, con đấm rồi, được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi thời cơ tiếp thôi. Đấy, nói chung là sang những cái ván đấu gọi là từ ván đấu thứ 3, thứ 4 như thế này ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không chơi theo cái chiến thuật hổ báo nữa. Chúng ta sẽ phải chơi theo cái chiến thuật đấy là chờ thời cơ mọi người nhá. Đấy, cố gắng là chạy thật là nhanh nhất có thể lên phía trên trước này. Sau đấy là chưa có kiểu là động tay động chân đâu mọi người, phải núp vào một chỗ trước. Đấy, đây mình sẽ làm thực hành cho mọi người coi. Đấy, mọi người học mình là sau là cứ thế mà làm nhá mọi người nhá. Đấy, nó chưa nhìn thấy mình đâu, chưa nhìn thấy cơ hội đâu. Cơ hội rồi này, sọt căn với chúng tôi này, vớ vả vẩn, tôi đấm cho cái là không chết phát nào. Ô, có thằng trước mặt kìa. Thằng anh với thằng em là lúc nào đi cạnh nhau cơ. Thế cho thằng anh thằng em là lên bảng em xuống cùng nhau luôn, sống chết của nhau đúng không? Đây thì sống chết của nhau là một đấm một hit luôn mấy nhiêu. Em thấy gì chưa? Đâu gì đấy? Thằng nào đây? Ôi giời, đây rồi, lại thằng Rocker vẽ thế dư. Thề với ông luôn, tôi bị thằng này gọi là nó xử mấy lần rồi nhưng mà lần này tôi sẽ không để như vậy đâu. Mày đây con lợn này, mày đây, tao sợ mày, ấy, tao sợ mày quá. Ê, bạn đội tôi đâu rồi? Hay lắm bạn ấy. Đúng rồi, bạn nó đang trích thuốc kìa. Ok. Không thể nào mà để nó trích thuốc lần nữa mọi người ạ. Trích thuốc một lần thì có thể là do lỗi mình, nhưng mà lần hai chắc chắn là do lỗi của nó mọi người ạ. What the hell? Ơi nó vui vậy thôi chắc chắn lỗi mình chứ lỗi nó. Nó cũng vào nó đấm chết luôn này các bạn. Đấy thì thằng này mình sẽ cần những cái gọi là phụ kiện bổ trợ, đấy là những cái trang bị lựu đạn với cả bom khói vậy nhá. Chắc chắn là không thể làm thiếu được rồi. Bởi vì những cái ván đấu này thì chắc là bọn nó sẽ mua những trang bị giáp mũ các thứ, xong rồi súng bắn xa các thứ, mình không thể làm chơi được. Vì thế là mình sẽ cần những trang bị phụ kiện như kiểu là bom keo này, lựu đạn này, đấy với cả lựu khói. Đó là những trang bị không thể làm thiếu mọi người nhá. Ok. Úi dồi ôi, đồng đội của tôi vừa mới lên cái chứ gì đã bị ăn bắn rồi. Mà thấy quá là bắn. Nó bị ăn bắn kiểu gì mà vẫn còn nguyên cây ấy, mà ảo vãi đái luôn. Đây bên trái, bên trái. Đấy, đây rồi, cơ hội rồi. Úi dồi, ba thanh niên luôn. Cơ hội đây ngàn vàng rồi. Ui, một thanh niên đâu? Ô, thế thì sử dụng rocker. Mẹ nào, mẹ mày này. Tao xin mày luôn đấy. Mày ra đây, thanh niên nữa. Thằng Shiru sau nhá. Sử thằng em trước. Mày ra đây. Nào, thằng em này đứng đây này, thằng Shiru cuối cùng đúng không? Nốt thằng Shiru trận này nữa là xong luôn rồi em ơi. Rồi ôi. Và anh em nếu như mà thấy video mình hay thì anh em nhớ là subscribe kênh YouTube cho mình nhá. Và bây giờ ta sẽ đi gọi là tìm kiếm thanh niên cuối cùng. Đây rồi, đã thấy thiên trong nhà, đã trong nhà này bạn ơi. Ok, em thấy gì chưa? Đã bảo rồi bọn này chấp một tay thì quá là chuyện bình thường luôn. Ok, và nếu như các bạn thấy video mình hay ấy, thì các bạn đừng quên để lại giúp mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube. Và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình nhá. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.